Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm 32 người thiệt mạng tại quán karaoke An Phú, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sắp đưa vụ án ra xét xử công khai. Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến từ ngày 24 đến 25 tháng 10 tới đây, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú sẽ diễn ra. Theo thông tin, vụ án này có 6 bị cáo được đưa ra xét xử, trong đó có 6 cựu cán bộ công an cùng 2 chủ doanh nghiệp bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố về 2 tội danh. Cụ thể, nhóm bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gồm Lê Anh Xuân, chủ cơ sở karaoke An Phú, ông Vũ Trường Sơn, ông Phạm Quốc Hùng. 2 bị can bị khởi tố mới nhất là Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương, và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Đối với trường hợp của bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa này có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, 22 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 34 người làm chứng. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng triệu tập đại diện cho 32 nạn nhân. Trong vụ án này, gia đình của 32 nạn nhân yêu cầu chủ quán karaoke An Phú bồi thường số tiền hơn 27 tỷ đồng, bao gồm tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con, nuôi cha mẹ nạn nhân. Trước đó, vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An xảy ra vào tối mùng 6 tháng 9 năm 2022, khiến 32 người thiệt mạng. Nguyên nhân được kết luận là do chập điện. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chủ cơ sở cùng nhiều cán bộ công an đã để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm quản lý nên đã khởi tố bị can để điều tra. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất kết luận điều tra, hồ sơ đã nhiều lần bị Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương trả lại, yêu cầu điều tra bổ sung. Theo cơ quan điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết, Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Tuy nhiên, do Hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công, hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh, sinh năm 1981, ngụ thành phố Thuận An thi công hoàn thiện. Sau khi thi công xong, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố trước đó, để tác động Hùng nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở karaoke An Phú. Tuy vậy, Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra nghiệm thu. Tiếp đó, bị can Hồng đưa biên bản kiểm tra nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, là đơn vị có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy, rồi nhờ Luân ký khống vào biên bản. Mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và Luân cũng không đến cơ sở karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu, nhưng do nể nang Hồng là cán bộ công an nên Luân đã ký vào biên bản mục đơn vị thi công. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 2.200 vụ cháy, làm 57 người thiệt mạng, bị thương 45 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền gần 128 tỷ đồng. Thông tin từ phía cơ quan chức năng cho biết, so với cùng kỳ năm 2023, số vụ cháy tăng 361 vụ. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại khu vực thành thị, trong đó cháy tại loại hình nhà dân vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong số 1.299 vụ cháy đã được điều tra làm rõ nguyên nhân, cháy do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm tới 72,9%. Như vậy, các vụ việc cháy nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, nhất là tại khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quán karaoke, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Một số vụ gây thiệt hại nặng về người, gây tổn thất lớn về tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, an sinh xã hội, gây hoang mang dư luận. Điển hình như vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội làm 14 người thiệt mạng. Vừa qua tại phố Đinh Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh làm 4 bà cháu thiệt mạng. Những con số đầy thương tâm làm dấy lên nỗi lo lớn về an toàn tính mạng trong cộng đồng, những thất thoát về tài sản kinh tế, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sự phát triển của xã hội. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng nêu trên là sự hiểu biết chưa đầy đủ, thờ ơ về luật phòng cháy chữa cháy, về kỹ năng cứu nạn cứu hộ của người dân. Trong rất nhiều các giải pháp được đề ra, giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được phổ biến toàn dân, gắn chặt với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, luôn được quan tâm triển khai hiệu quả rộng khắp.
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo công an các địa phương đổi mới phương pháp và biện pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh triển khai nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, vận động mỗi hộ gia đình trang bị một bình chữa cháy, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh sinh viên. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sử dụng, mã QR, tài khoản Zalo, website của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Công tác tuyên truyền, trải nghiệm cách thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang được các cấp ngành quan tâm. Hiện nay tại nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn, đã có các trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoạt động định kỳ hàng tuần, nơi người dân có thể đăng ký tham gia đa dạng các hoạt động trải nghiệm. Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng C07 cho biết, các vụ cháy thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong thời gian qua cho thấy, nhận thức, kiến thức, kỹ năng thoát hiểm của người dân còn nhiều hạn chế. Một số trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy như đầu tư, mua sắm các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy không bảo đảm chất lượng, hoặc không đầu tư bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị phòng cháy chữa cháy đã xuống cấp và hư hỏng. Đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hàng hóa bố trí nhiều, dễ cháy, nhiều nơi, hàng hóa ngăn cản lối đi khiến nguy cơ cháy nổ khi xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Khi lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở các chủ hộ tuân thủ nghiêm túc, khi lực lượng chức năng rời đi, hàng hóa lại bịt kín như cũ. Mới đây nhất, Cục C07 phối hợp với Tổng công ty VTC ký kết và triển khai chương trình hợp tác, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên nền tảng số VTC. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng C07 cho biết, sự hợp tác này là một trong những hình thức đổi mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số và công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như trang bị kỹ năng cần thiết cho người dân để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy nổ, tai nạn. Trong vụ cháy chung cư mini xảy ra tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tháng 9 năm 2023, Trung tá Kim Thanh Phi, phòng tham mưu hành chính của Học viện Phòng không Không quân, nhờ có kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã gián tiếp cứu được vợ con mình do thường xuyên trang bị kiến thức, các thiết bị chữa cháy cứu nạn tại gia đình. Với sự bình tĩnh gan dạ, anh Phi cùng lực lượng chức năng cứu và hướng dẫn được nhiều người thoát khỏi đám cháy. Do thường xuyên được đơn vị trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy qua các lần hội thảo, hội thi và thực hành huấn luyện về phòng chống cháy nổ, anh Phi hiểu rất rõ bản chất đám cháy của loại hình chung cư. Do đó, khi từ đơn vị về khu nhà ở, biết vợ con mình đã thoát nạn từ thang dây được trang bị trước, anh Phi cùng lực lượng chức năng tiếp cận các hộ gia đình còn lại từ phía sau căn nhà, nơi có các khu vệ sinh và tầng thượng để cứu người. Có thể thấy hầu hết các gia đình thoát nạn trong các vụ cháy, ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng, phần lớn các thành viên trong gia đình đều có kiến thức nhất định về phòng cháy chữa cháy. Một số gia đình đã chủ động trang bị các thiết bị thiết yếu về cứu hộ cứu nạn, đề phòng trong trường hợp khẩn cấp sẽ sử dụng. Chính vì lẽ đó, họ không hoảng loạn mà bình tĩnh để xử lý thoát hiểm, trừ những trường hợp bất khả kháng. Do đó, ngoài hệ thống phòng cháy chữa cháy, việc các cơ quan tổ chức, đơn vị, trường học quan tâm trang bị kiến thức cho cán bộ, nhân viên, học sinh cũng rất quan trọng. Bởi nếu có kiến thức, khi gặp nạn, mọi người sẽ bình tĩnh xử lý tình huống, tự cứu mình trước khi chờ đợi lực lượng chức năng đến cứu. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.